ngang được. Kính bạch sư, trong một trong buổi học lớp Thanh Tịnh Đạo, sư có dạy nếu đã quy y Tam Bảo nhưng lại nương nhờ đức tin ở một vị khác ngoài Đức Phật Thích Ca thì đức bị đức tam quy. Và trong một số lần sư từng trả lời vấn đáp về các vị Phật, A Di Đà, Dược Sư, Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù Sư, Lợi Địa Tạng không có ghi chép trong kinh Tạng Pali, các vị đó không có thật, do người đời sau tự sáng tác ra, như vậy đồng nghĩa với việc các vị Bồ Phật và Bồ Tát đó không nằm trong giáo lý của Phật Thích Ca. Và câu hỏi của con là những vị quy y Tam Bảo nhưng lại có sự nương nhờ đức tin cầu xin tha lực từ các vị Phật Bồ Tát đó có được xem là đã đức tam quy không? Thì nếu như á, mà mình muốn cho nó chắc ăn thì cứ đi sinh giới trở lại là chắc ăn nhất. Tôi chỉ trả lời đơn giản vậy thôi. Tại vì nếu mình muốn xác định niềm tin của mình vững chắc nơi Phật á, thì mình quy y nơi Phật. Quý vị không cần phải chờ tới một cái dịp nào đó. Bởi vì sự quy y chúng ta có thể đi đến trực tiếp chùa, gặp một vị sư nào đó hoặc gặp một vị sa di nào đó, chúng ta xin quy y đều được cả. Cho nên nếu như không chắc về cái giới của mình, về cái tam quy của mình, thì cứ đi tới xin lại là chắc cũng nhất. Nó cũng giống như là mình cái gì ta, mình nhờ người ta đăng ký rồi người ta đưa mình một cái giấy tờ nào đó, mình không biết cái giấy này giấy giả hay giấy thiệt thì thôi tốt nhất đi làm lại chắc cứu. Chứ còn mình cầm cái tờ giấy đó không biết giả hay thiệt thì tới hồi công an họ thổi mình mới biết được, lúc đó mình rất là khó phân trần với người ta ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.